hàng chứ em. Chắc VinFast cũng có xu hướng sản xuất xe nên mẫu mã em nghe tụi ba sọc nói dân lật đổ chính quyền vào ngày sinh Bác Hồ nghe ớn vậy anh. Tao cũng ớn á mày ơi, ngày 19 tháng 5 đúng không, dân lật đổ chính quyền không? Dân nào chỉ ra coi đây, dân đừng triệu không hả, dân đừng triệu không? Chứ theo nhân biết đó là lực lượng vũ trang Việt Nam cộng lại cả chính quy và không chính quy dự bị này cũng cả triệu đó em. Chơi lại không vậy? Thấy vậy mặc quân số là thấy thua rồi đó. Mặc vũ khí thì sao đây? Sao mấy bạn gan quá vậy? Chào nhân cách. Em nghe nói xây lăng Bác Hồ gần 1000 tỷ anh, xây mẹ 500.000 tỷ cũng được đó mẹ ơi, chuyện nhỏ mà. Nói chung là Bác đã dành cả một đời giản dị cho ta rồi á, thì mà khi Bác mất đừng tính tiền bạc với Bác, mày thà mất dạy đúng không bạn? Lúc đó là tổng bí thư Lê Duẩn còn chưa dám nói câu này nghe mày đúng không, người học trò xuất sắc của Bác Hồ là đại tướng Võ Nguyên Giáp còn chưa dám nói câu này nghe mày. Mày thằng dân cu đen không biết thân biết phận, nói chuyện nghe bố đáo đúng không các bạn? Quân Việt Nam 5 triệu anh, thôi mày lấy 1 triệu đủ tè rồi, mẹ 5 triệu nữa thôi bỏ đi khỏi lật luôn, tao sống hết kiếp này tao nguyện không lật đổ. Sao mấy nước tư bản không chịu theo xã hội chủ nghĩa với anh? Tại Việt Nam không cho nó theo em, theo nhiều quá mất công mệt lắm em hiểu không? Chưa tính dân mình trong nước đọc nữa anh. Nhỏ chứ mày nói gì sao tôi dám lật đổ. Lực lượng vũ trang chính quy và dự bị 5 triệu chưa kể công an. Dân còn 100 triệu lực lượng vũ trang hết 5 triệu rồi chưa tính công an nữa hả? Nhỏ xong rồi cộng cho khoảng chừng 3 triệu đảng viên còn dư được 8 triệu rồi đúng không? Trên Facebook mấy thằng đu càng nó chửi em với anh Lợi Minh quá trời luôn. Bác Hồ nó còn chửi đây huống hồ gì em với Lợi Minh tụi gì vậy anh? Anh có nghĩ đến việc đổi kiểu tóc không? Em có nghĩ tới việc đầu tư vô BBT chừng vài chục triệu không? Mọi chiến lược của Mỹ đưa ra đấm Việt Nam đều thất bại là do quân đội mạnh hay do chiến lược cả hai em? Do cả ba luôn. Thứ nhất tình báo Việt Nam quá giỏi mà CIA nó không thể nào nó bằng được. Cái thứ hai nữa là chiến lược quá hay. Và thứ ba là đánh hay nữa. Đó. Nói thiệt với em, trước khi mà Diệm mà lùa đi mà xe tăng kiểu gì đã đưa gọi bản đồ hành quân luôn rồi, đánh đấm mẹ gì nữa, chết hơn rồi. Lúc đó mà mình đủ quân lên, mình đủ quân quýnh chết luôn các bạn. Tại mình không đủ quân quýnh cho nó bị thương vong thôi. Chứ mà nói thiệt chứ bạn, mà thời mà Diệm lùa quân đi quýnh mấy Bình Xuyên này nọ xui xui thôi, đó là đã như là xong hết rồi. Tình báo Việt Nam nó đã yên vị trí rồi em. Anh nói câu này dân chơi là hiểu rồi. Đừng hỏi sâu nha. Về hỏi tiếp ba mẹ tụi em á. Tình báo Việt Nam đã yên vị trí rồi. Việt Nam mình quân sự mạnh hơn trong nước Anh, Đông Nam, nước nào mạnh nhất Đông Nam Á luôn, Đông Nam Á con nào quýnh lại mình đâu trời. Nói chung bây giờ Việt Nam mình phải không có đá SEA Games mà. Mình đá phải đá châu Á chứ đá SEA Games đá làm gì, đúng không? Bảo mật cao hai lớp là sao? Bảo mật qua cái nhắn tin điện thoại này em, nó đăng nhập cái tài khoản của em, nó phải có cái tin nhắn điện thoại nó mới nhập được. Có khi nào Mỹ tài trợ? Có, sao có em? Đối với nó mấy đồng đô la nó lẻ uống cà phê sáng thôi thì nó cho bọn phản động. Bộ hoạt động nó nhiệt tình vậy chứ mày nghĩ cái mẹ nó đói chụp bà nội nó đi, nó ngồi nó ăn rồi nó phản động miết, em nghĩ nó hợp lý không? Không bao giờ hợp lý hết.
Thí dụ như cỡ như anh Duy phản động còn có lý, đúng không? Tại vì anh Duy không có phải đi làm nhiều, anh Duy rảnh mà, anh Duy cũng có tiền nữa, anh Duy sống được. Còn ví dụ như tụi em phản động hợp lý không? Không ai nuôi tụi em phản cái con khỉ chứ phản. Anh ơi cho em hỏi nha, em tin vào đảng nhưng mấy vụ lấy đất của dân không đền bù là sao? Em cần câu giải thích. Mày tin vào đảng mà mày hỏi câu ngu VL, đúng không? Đâu mày tin vào đảng mà mày nói chuyện lấy đất không đền bù là mày nói chuyện ngu VL. Chả cần mày tin mày biến mẹ ra khỏi hàng ngũ đảng viên của tụi anh nghe. Ô lộn lộn, tao làm gì tao quên, tao nhập quá mày ơi. Đúng mẹ, tự nhiên nó nói câu trước đó là ừ em tin vào đảng, câu sau nó khẳng định đảng lấy đất của dân. Đụng mày tin vậy hả? Mày tin cái kiểu như mày tao bỏ đi ba. Lòng tin của mày không bằng cái bánh xe bò nhà tao nữa. Biết nó anh dạy tao đạo đức sống à, mình sống là mình men. Tin là tin, không tin là không tin. Còn tin cái kiểu như mày thì thôi, bỏ. Chào anh chị nhí nhảnh. Chào anh hay chị luôn. Ở Việt Nam nói xấu Bác Hồ đi bao nhiêu năm vậy anh? Ở Việt Nam nói xấu Bác Hồ dân nó quýt chết mẹ luôn, đi suốt đời khỏi đi bao nhiêu năm hết. Tội đó nhà nước là biến xử đó mày ơi, đúng không? Nó phản động anh ơi. À vậy hả? À, phản động chịu. Cho em hỏi, em tập gym mà mấy ông cụ em không cho ăn lòng đỏ trứng là sao? Thì mấy ông cụ thương mày, sợ mày ăn lòng đỏ trứng nhiều quá mai mốt mày bị nhiễm trùng máu, rồi bị nhiễm mỡ trong máu, tim bị nhiễm mỡ, mặt bị nhiễm mỡ chết sớm. Mấy thằng Việt Kiều ba sẹt hết thời chảnh chó, hết thời chảnh chó, xin ăn như ăn mài. Một tuần quay tay 28 lần em. Bên Nhật nói xấu Nhật Hoàng, dân nó đánh bỏ mẹ luôn. Tức là lấy đất đền bù 100k m2. Nói chung mày muốn nói gì chuyện đất đai quăng, tao có số đỏ tao coi cái đã, đúng không? Mẹ có số đỏ ngồi chém gió rồi, đúng rồi, ai biết cái gì đâu mà trả lời. Tao chạy tao bay rồi, sao tao bay lì quá vậy, đúng không? Mà bây giờ đất không có sổ đỏ thì phải liệu mà làm ra cái sổ đỏ. Năn nỉ quỳ lại chạy trọt, thậm chí xài tới tiền bôi trơn luôn. Mẹ mày phải chạy được cái sổ đỏ để phòng thân chứ, hiểu chưa? Còn chạy sổ đỏ kiếm nào bán mẹ rồi giờ chỗ khác đó mới khôn. Mấy đất không có sổ đỏ rồi, đợi tao tới tao cưỡng chế ngồi đó cãi thua. Lúc đó thua nói ra tao chỉ chắc mình thua, không có nói trên đồng tình được bạn. Ví dụ như những cái trường hợp một đống đất luôn, mười mấy hai chục công luôn á, đất đô thời Ngụy xưa để lại đó, chỗ hoang du gì đó, nhà nước cũng chưa quy hoạch tới cái để đó đó đó, thì mình phải chưa có sổ đỏ của chính quyền mới, đúng không? Thì phải đi xin, mình lên ủy ban phường mình hỏi, mình đề cập, mình xin bình thường nó không cho, đúng không? Đủ chủ tịch đi nhậu mà bằng mọi cách phải có sổ đỏ chứ. Còn nhắm mà nhà nước tôi coi là thẳng từ cái chỗ thì tôi không cấp được, chỗ thì tôi sẽ giải tỏa. Thì thôi cái mẹ nó đi bán đại cho thằng nào rẻ đi, thằng nào nó liều liều nó mua đó thì bán đại cho nó, rồi mình đi kiếm chỗ khác mình ở. Mình phải tận dụng cái khoảng thời gian mình xoay sở cục diện chứ, bạn hiểu không? Cái đó là cái luật sinh tồn nha. À, mệt quá. Không á thì chỗ đó dễ lắm, ví dụ như làm trang trại làm quỷ gì đó, nuôi bò nuôi chó con trâu gì đó, chừng này nước lấy xong mình kiếm tiền mình đi chỗ khác. Còn lấy đền bao nhiêu đó, đất đã không công nhận, đất đó 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 là đất quy hoạch, đất không có sổ đỏ mà còn ngồi đồ đền, biết đền nhiêu vợ theo khung thôi, đúng không? Thương lượng chút đỉnh nữa khổ mấy ba ghê á. Ví dụ như mấy cụ lớn tuổi không rầm thì thôi, tụi bay trẻ trâu tụi bay làm ơn nghiên cứu luật đi, về tư vấn cho ông nội bà ngoại tụi mày. Chứ trẻ ra tụi mày chia cho tụi mày ăn học không giúp được cái con khỉ gì hết trơn vậy, đúng không? Tự nhiên đã khổ rồi đẻ cho nó, đời mình khổ mình nuôi đó,
nuôi nó đã đời nó đi học đại học xong nó không giúp ngược nữa cho mình, nó đi phản động. Trời ơi, Nhật Hoàng là thằng ăn công rồi rồi. Má liều cho ba. Má, ba căng dưới ba. Gắt vậy. Chơi rụng Nhật Hoàng luôn, không chơi nổi đâu nghe. Mình là vui vui, mình nói chuyện giao lưu với nhau thôi. Việt Nam chế độ một đảng, cùng hồn Phật đối một cảnh. Ok, dài quá. Sổ đỏ với sổ đen, cái nào quý hơn anh? Ví dụ như đối với anh á, hai cái đều quý. Còn đối với em á, chắc sổ đỏ em chưa có rồi đúng không? Em chỉ cùng lắm là có sổ đen chút đỉnh thôi. Thì đối với em, cái sổ đỏ quý hơn. Còn đối với thằng đó, nó có một cái sổ đỏ rồi, mà sổ đen nó giá trị bằng 10 cái sổ đỏ, thì sổ đen nó quý hơn. Thuốc độc hết hạn sử dụng, uống có chết không anh? Không đâu em, cũng thử đi em, không chết đâu. Anh gì có vô quay on Bình Tân chưa? Mẹ tao là cổ đông ở trong đó, mày hỏi tao có vô chưa? Mời ai lên đàm thoại đi Duy? Đâu có ai bất đồng chính kiến đâu. Bất đồng chính kiến lên mới vui. Chơi steroid có cần bác sĩ không anh? Theo như em anh nghĩ á, là em cần cái hòm quan trọng hơn em. Bác sĩ chung là thủ tục cuối thôi. Còn cái hòm là chắc chắn phải bước vào.